Đức Phật Hoàng mừng đản sinh của Đức Phật Hoàng. Làng trên xóm dưới đi đoàn bắn pháo hoa sáng thì mảnh mảnh thứ sinh chứa đầy khí chất. Quân binh oai hùng quân Nguyên gọi là quân Mông. Thường là nước nhỏ làm càn xâm lăng ùn ùn quân tướng vạn ngàn rùng rùng tiến bước ngũ ngàn bụi bay nhân tông vua ngựa ngay và tinh anh từ thánh nhân ban phước này sẽ gánh vác việc lớn ở trên vai dựng xây giữ bình yên để cho cả non nước nối sự nghiệp quân chủ khi người lên ngai khi người lên ngai trong mình Phật giáo ngay sẽ trốn phồn hoa tâm đạo phi phàm tiếng lành gần xa khí chất quân binh oai hùng bất khuất đan sắc kẻ địch cậu đang dám lại gần ta người trên ngai vàng là Trần Nhân Tông điều binh khiển tướng đương đầu giặc Nguyên Mông coi thường là nước nhỏ nhưng ta vẫn có thể mang được vào trong sử sách cả một chiến thắng vẻ vang của lại sau lưng cảnh huy hoàng yên tử non xanh nhờ đất suối măng muôn dân nô nức lực hòa tưng bừng ngọc hư không lưu sử vãi xanh vàng một lòng một dạ gìn giữ nước Nam da vàng máu đỏ kẻ địch khó bước qua non sông thịnh vượng dân chúng ấm no tâm kính Phật Hoàng chẳng mang lắng lo ngai vàng Nhân Tông vuông ngai vàng mắt thiền hơi thở nhẹ nhàng thản nhiên thấy tướng tầm tham lôi nguyên kéo